bạn nhìn nhá. Công nhận nặng đâu thật. Hello, xin chào tất cả bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện một clip tắm coca cùng với lại xê sủi. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn. Rất là sướng luôn. Thật sự là nhìn rất là sướng luôn. Wow. Sướng kinh khủng luôn. Ôi. Mắc sướng. Wow. Ôi, tê tê sướng sướng các bạn ạ. Ôi là. Thật sự dưới này vẫn còn nhiều xê sủi, vãi, nhiều vãi luôn. Tôi sẽ rải ra khắp nơi để cho nó sủi. Tôi cảm thấy là cho xê sủi vào trong coca thì là nó sủi rất là lâu. Nó sủi lâu kinh khủng luôn. Đấy các bạn thấy không, nó sủi này. Quần tôi giờ phồng cả lên này. Wow. Ui. Vẫn còn đang sủi. Cho thượng vào. Các bạn để thấy là nó vẫn còn đang sủi, bây giờ cho con tượng nó vào. Rồi, đấy, tượng vào thử. Đấy, cho tượng. Đấy, sủi kinh khủng chưa? Phê vãi lên đúng không? Thật sự là xê sủi này nó sủi rất là lâu, không giống như cái viên trước. Ăn luôn à? Không. Uống luôn à? Ấy à, anh Nhiên uống xê sủ coca à? Ngon không? Rồi các bạn thấy không, xê sủ nó đang nổi lên trên bề mặt này. Wow, nguội đầu luôn. Suốt ngày tắm coca, bột mì rồi làm mì tôm như này, chúng tôi sẽ rất là trắng, da rất là đẹp luôn đấy. Nó thường nó vào đây là y như rằng nó tung ra luôn. Đấy, nó nằm nó nghịch tứ lẽ rồi. Ra đi Vũ. Đúng là. Để em nặn thử xem nó có. Rồi, lặn lên, nặn xem. Nặn xem được bao nhiêu lâu. Nó vào đây nó chỉ biết nặn thôi. Không biết làm gì khác cả. Rồi. Nặn nửa mặt xem nào. Nặn nửa mặt xem nào, đẳng cấp đã đâu phải nặn nửa mặt.
Ok, thượng bắt đầu nặng. Nặng vậy thì thả để mũi ra xong. Một nước không đủ các bạn ạ. Ok, bây giờ tôi sẽ xả thêm nước vào đây, cho nước nó nhiều thêm. Đấy, xả này vào đây luôn. Dưỡng bột. Ôi, thật sự rất là sướng luôn. Bây giờ mực nước đã cao rất là nhiều bởi vì là tôi bơm thêm nước vào bên trong. Đấy, tôi đang bơm nước vào trong đây. Rất là sướng các bạn ạ. Các bạn không thể hiểu nổi sướng như thế nào đâu. Vào đây tắm mới biết được cái cảm giác mà xê sủi nó nổi lên và ga nó nổi lên nó như thế nào. Cảm giác không thể tả nổi luôn, rất là phê. Úi dồi ôi, phê kinh khủng, phê dã man luôn. Yeah. Rồi, tôi đang nằm ở trong bể bơi nước pha coca. Có rất là nhiều coca luôn bởi vì là pha thêm nước vào nên là mới được tắm nhiều như này. Đấy, lúc nãy thì tôi tắm nước coca tinh khiết. Còn bây giờ là tôi tắm nước coca không tinh khiết. Đây là nước coca pha với nước. Nhưng mà thật sự là nằm trong đây rất là thích. Thì em nín thở. Đấy, cho cô thượng nó nín thở. Nín thở đây, cúp mặt vào. Đúng rồi đấy. Đấy, các bạn thấy không, thằng thượng nín thở rất là lâu luôn. Rất là lâu luôn, úi giời. Wow, lâu thế. Chú giỏi đấy thượng ạ. Phải bắt lên. Thế được không? Đấy, các bạn thấy không, để đơi nước pha coca nó phải như thế này. Nhìn như thằng ngáo bữa kìa. Nặng đi thượng, nặng đi. Nặng ngửa. Đấy, nặng ngửa cho bạn xem, đúng rồi đấy. Xem chú nặng bao nhiêu lâu. Đây. Đấy. Nặng lâu đấy. Ôi. Công nhận nặng đâu thật. Mãi. Chú vừa làm cái gì hết rồi? Đâu không mà. Thằng Thượng nó vừa úp cả cái mặt nó vào mông của tôi. Giờ che làm gì hả cô? Hả? Wow. Thật sự là tôi không muốn ra các bạn ạ. Ủa rồi. Vừa chôn thằng Vũ Thượng xong giờ Thượng không dám vào tắm nữa Thượng. Chôn thằng Vinh xong rồi mà thằng cô này vẫn bị tôi chôn tiếp, thế nó mới đẳng cấp. Chú cười gì hả? Chú cười mà bị anh cho chôn đúng không? Đấy ông rất là phê luôn. Mát phê luôn các bạn. Anh Nam ơi, em cho anh một điều bất ngờ. Cái gì cả, tôi tưởng nó úp úp mâm vào mặt tôi hoặc là nó úp cái bát vào mặt tôi, nó đổ nước ra bình thường này. Ui giời, quá bình thường. Anh đang thử có đâu.